Khả Đăng Lung Linh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, chị, bà con, các bác cùng toàn thể mọi người đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ Khả Đăng nhá. Hôm nay Khả Đăng có về rất là nhiều ASEAN, nhiều sự lựa chọn mà nhiều phân khúc cho anh em mình lựa chọn. Các bác là anh em quan tâm được thì em sẽ lên sóng phục vụ cho bà con mấy con ASEAN ở đây. Hiện tại đang có mấy em đang quăng đang quay phim chụp hình ở đây thì em quay luôn cả vào đây cho anh em mình biết. Đấy. Đầu tiên thì em xem em gặp một chiếc xe ASEAN đời 2022 mang nước sơn màu trắng các bác nhá. Tư nhân chính chủ, một chủ tư mới đã rút hồ sơ cầm tay về chỉ việc bấm biển sang tên đổi biển cho bà con thôi. Giờ em để cho anh em đúng 37 anh nhá. 370 triệu đời 2022, một chủ từ đầu. Zin đét đẹp. Đấy, camera 60 độ. Máy số ui giời gầm bệ các bác nhìn. Ui giời, nhìn con xe này mở cánh cửa ra mẹ, nó đèn nó lấp lánh. Nhìn nó thực sự là rất là mượt. Chiếc này thì anh em mình về chạy dịch vụ hợp lý. Máy 1.4 anh em mình lấy về chạy dịch vụ thì thực sự là rất tiết kiệm nhiên liệu. Với mức xăng nó chầm nhanh quanh khoảng tầm hơn 5 lít xăng trên 100 km thôi. Rất tiết kiệm nhiên liệu. Mất một phần keo chỉ đền 100 triệu. Nhưng con xe này đời 2022 các bác nhá, trả góp được. Anh em trả trước 100 thôi, lợ 270. Bên em sẽ bao sang tên bấm biển cho anh em. Giá đang bán là 388 triệu, để cho anh em 370 thôi. Khả Năng đã đọc chuẩn. Chiếc này khe của em cho hai thằng đệ vào trong Huế mua các bác nhá. Chính chủ luôn, một chủ từ đâu. Cái nguồn gốc rõ ràng. Tên tư nhân chính chủ, khách bớt cho 1,5 triệu, vé máy bay mất mấy triệu, đi lại mất mấy triệu nữa. Đấy các bạn, nên là bọn em nãy không được nhiều đâu, anh em mình lần nữa đi. Lấy được thì ủng hộ em. ASEAN đời 2014 số tự động đây, một chiếc xe mang nước sơn màu đỏ. Chiếc xe này với động cơ cũng tất cả 1.4 hết nhá, đỡ phải giới thiệu, tất cả 1.4. Số tự động con này thì đời 2014 thì nó nhập khẩu. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, máy 1.4 có cửa lóc, có túi khí và phanh ABS. Đặc biệt được độ thêm cả đề đổ start top cùng với màn hình Android to vật vã luôn. Chiếc xe này thì mang nước sơn màu đỏ nguyên bản theo xe và xe gia đình không chạy dịch vụ, ghế da theo xe. Theo thời gian thì nó có cũ cũ một chút nhưng mà chất lượng xe còn rất là tốt các bác nhá. Xe rất là đẹp, máy zin, không đâm va, không tai nạn và không ngập nước. Mang nước sơn màu đỏ nguyên bản theo xe từ đầu, máy zin từ mặt tàn cò, keo chỉ zin cả xe các bác nhé. Chiếc này thì đời 2014, cửa tiền anh quanh khoảng hơn 300 một chút, anh em sẽ cho lên đường luôn. Giá liêm yết để cho các bác là 328 triệu đồng, giảm giá cho bà con để cho anh em một cái giá rất là ưu đãi. Anh em alo trực tiếp cho em Đăng, số điện thoại 0326062789 nhá. Ở bên này thì em có hai chiếc xe, một chiếc xe màu đen màu đỏ và màu trắng này. Cái màu đen này thì hôm qua mới về này. Đời 2012 phiên bản số tự động, động cơ 1.4 các bác nhé, nhập Hàn nguyên chiếc. Chiếc này thì nhà em đang bán qua 280 rồi. Giá rẻ, máy zin không đâm va, không tai nạn mà ngập nước, máy rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, khoang máy rất là rộng rãi, sạch sẽ, ABS túi khí đầy đủ, keo chỉ nguyên zin nhé, không đâm va, không tai nạn ngập nước. Chiếc này thì nó thật các bác là phải kiểm tra, tất cả mẫu xe bên em đều phải kiểm tra để cho các bác đến xem lại, xem chuẩn như thế thì anh em đang lấy. Chứ không phải là cứ cam kết mõm này thì cam kết dễ lắm. Cũng có màn hình đầy đủ nhá, chiếc này khóa khiển thông minh này, để đổ start top thì không có nhưng mà không phải độ. Nhưng mà con xe này thì rất là zin đẹp và nó bộ ghế da nó bọc theo form dáng của đời 2020. Nên là rất là nổi bật xe luôn, nội thất đẹp, sơn si sạch sẽ, keo chỉ nguyên zin, không đâm đụng va chạm và không ngập nước. Đặc biệt cho các bà con các anh chị luôn. Cứ cam kết thế, còn lại kiểm tra đúng thì mới mua, không đúng thì đừng mua các bạn. Trước khi đi anh em ở alo cho em Đăng. Đấy, em tả báo tình trạng chuẩn chỉ cho bà con rồi, để bà con miễn đựa anh em mình đến, anh em hợp lý được anh em ăn lấy. Đấy, nếu các bác không thích số tự động thì anh em lấy con số sàn. Số sàn đời 2013, xe thì khá là đẹp, máy zin, tư nhân chính chủ. Nhưng mà giá thì hơi đắt, em thấy là hơi đắt nhưng mà vẫn thương lượng được các bác nhé. Alo cho em Đăng đi. Con này thì nó thật các bác là đời 2013, màu trắng, được cái màu trắng. Đấy, và cái giá tiền thì nó thì anh em mình hợp lý thôi. Rồi thì anh em mình alo cho em Đăng để lấy cái giá hợp lý nhá. Ui, cái con kia vẫn nổ máy. Mẹ, đời 2022 nó nổ êm thật ấy. Đấy, một chủ từ đầu, xe đẹp. Đó, chiếc này thì đời 2022 cơ, rất là này là mới và nguyên bản. Chiếc đấy thì 375 triệu đồng. 37 bao vào tên đi. Bán luôn. Đấy. Dưới này thì có ASEAN đời 2012 số tự động là có 208 nhá. Bên cạnh nó là 2014 số sàn, 2011 số tự động, bây giờ chỉ 207 thôi. Là hỗ trợ vào tên chính chủ, camera 360 độ này. Nội thất tươi mới đẹp, sơn si đẹp, na đang đúc hoành tráng luôn. Bản này là nó chưa có cửa lóc, chứ có cửa lóc thì đắt hơn một tí, nhưng xe này cũng nhìn form dáng rất là ngọn gọn gàng, với tầm khoảng 270 anh em sẽ hỗ trợ bao vào tin. Các bác anh em quan tâm alo cho em Đăng qua số điện thoại 0326062789 các bác nhé. Ở đây là 55 cái mẫu xe ASEAN mà Khả Đăng mới về phục vụ cho bà con các anh chị trong một cái video lên sóng báo giá thôi. Báo qua qua vậy thôi, còn anh em thích chiếc nào thì anh em nhớ alo cho em Đăng để làm việc. Em báo chuẩn tình trạng luôn và không bao giờ nói sai. Đấy, báo bảo hành cho bà con các anh chị anh em mình quan tâm nhá. Trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người trong video clip tiếp theo. Xin chào.